xuyên nhanh với sông Nam chủ V1V1 ngực cắt lát công, kết cục he, gỡ mình. Mỗi cái tiểu thế giới be tác giả đổi mới chậm cái thứ nhất vị diện viết vội vàng, không quá hợp logic, có thể nhảy qua, mặt sau sẽ sửa, Trì Tiểu Ngư, bởi vì một hồi tai nạn xe cộ tử vong, hệ thống tìm được hắn làm giao dịch, để cho hắn tiến vào nhanh xuyên cục nhân vật phản diện bộ, trải qua chính mình cố gắng cùng hệ thống trợ giúp, trở thành ngành đại lão. Mà hôm nay, hắn đột nhiên được cấp trên thông báo phải chuyển công tác đến bộ phận phụ không được hoan nghênh. Trì Tiểu Ngư. Nhà ai chuyển công tác nhảy đến so với ban đầu kém bộ phận? Không được, ta phải đi lý luận. Kết quả, phản kháng không có hiệu quả. Hệ thống. Xem đi, ta liền biết, làm vai phụ Trì Tiểu Ngư đương nhiên mất hứng, nhưng hắn dù sao đã đem linh hồn bán cho khoái xuyên cục, dứt khoát liền nhận mệnh, nhảy ra chính mình thoải mái vòng. Tất cả đều là cạm bẫy. Chương 1. Làm học bá đối với giáo bá vừa thấy đã yêu một. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 2. Làm học bá đối với giáo bá vừa thấy đã yêu hai. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 3. Làm học bá đối với giáo bá vừa thấy đã yêu ba. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 4. Làm học bá đối với giáo bá vừa thấy đã yêu bốn. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 5. Làm học bá đối với giáo bá vừa thấy đã yêu năm. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 6. Làm học bá đối với giáo bá vừa thấy đã yêu sáu. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 7. Làm học bá đối với giáo bá vừa thấy đã yêu bảy. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 8. Làm học bá đối với giáo bá vừa thấy đã yêu tám. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 9. Làm học bá đối với giáo bá vừa thấy đã yêu chín. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 10. Làm học bá đối với giáo bá vừa thấy đã yêu 10. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test.